cho tất cả các em ha. Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay á, thầy sẽ chia sẻ cho các em một cái cách chúng ta sử dụng cái máy tính Casio của mình ha, hoặc là Vinachem, các em phân tích đa thức hình nhân tử bằng phương pháp tách hạng tử. Nếu như mà chúng ta bấm máy tính ok tuyệt vời thì cái phương pháp tách này trở thành thật là đơn giản, đúng không ạ? Thầy có ví dụ đầu tiên cho các em như sau, là tách cho thầy cái bài là số 1 đi, bài số 1 đi ha, bài số 1. Tách cho thầy bài x bình trừ cho 7x cộng cho 12 đi, tách bài này ra. Như vậy để tách á thì chúng ta cần tách hạng tử nào? Thì chúng ta nhìn lên đây, các em phải nhìn rõ trước. Trước hết chúng ta nhìn đây, ông có x mũ 2 nè. Có x mũ 1 nè. Rồi, cái này không có x. Chúng ta sẽ tách là tách cái hạng tử x mũ 1 này ra. Có nghĩa là chúng ta sẽ tách gì ạ? Âm 7x này ra. Nhớ nha. Rồi chúng ta sẽ bước 1, được không nào? Bấm máy ha. Bước 1 là bấm máy. Bấm máy. Tách. Tách ai? Tách âm 7x ra. Ra ai đó không? Ra ai đó. Cái máy mới nhất của năm 2020 bây giờ của mình á, cái Casio 580 nè. Đó. Các em ấn cho thầy là menu, đúng không? Các em ấn relay, 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 relay. Đến số 9 ha, đến số 9. Đây là phương trình, hệ phương trình nè, đó. Hoặc là chúng ta phím 9, đó, phím 9. Thì nó hỏi mình là bạn muốn giải hệ phương trình hay là phương trình? Thì chúng ta chọn số 2 là chúng ta vào phương trình. Và nó hỏi mình là bạn muốn giải phương trình bậc mấy? Ở đây có lựa chọn cho mình là từ bậc 2 đến bậc 4, đúng không ạ? Như vậy đây là bậc 2, bậc 2 nha. Thì ông cha chọn là bậc bậc 2 đó. Thì nó hiện lên cho mình là cái dạng là 0x bình rồi cộng cho 0x cộng cho con số tiếp theo nè. Như vậy hệ số x bình của mình là hệ số bao nhiêu? Đây, nó không ghi gì thì mình hiểu hệ số của nó là 1, các bạn nhé. Để thì ghi cái máy tính lại lại đây nữa. Thì ở đây cái hệ số của x bình của mình nè, nó không ghi gì thì mình hiểu là hệ số là 1, các bạn nhé. Rồi chúng ta ấn 1 bằng. Đó, 1 bằng. Đó. Tiếp tục hệ số đi với x nè. Đó là trừ 7, đúng không? Ấn trừ 7 bằng. Và hệ số cuối cùng, đây là hệ số cộng 12. Ta ấn cộng 12 bằng. Ấn bằng cái nữa. Chúng ta ra được gì? Hai nghiệm. X1 bằng 3 và x2 bằng bằng 4. Đó. Thì sau khi chúng ta ra được hai nghiệm rồi, đó, chúng ta làm như sau. Chúng ta có được hai nghiệm ha, bấm máy ha. Thì chúng ta ra được gì vậy? X1 là bằng mấy ạ? Bằng 3. X2 là bằng bằng 4. Và sau khi làm xong thì các bạn làm gì ta? Các bạn nhân với gì ạ? Nhân với cái hệ số mà đi với x bình này nè. Không? Thầy gọi tắt đây là hệ số a. Thì nhân với hệ số a nha, nhân với a. Và thầy đổi dấu nó. Đổi dấu nha. Nhớ đổi dấu nha. Nhân phải đổi dấu nha. Rồi. Bây giờ thầy lấy 3. Thấy không? Thầy nhân với 1. Thầy đổi dấu thành trừ 3. Đó là x1. Tiếp tục. Thầy lấy 4. Thấy không? Thầy 4. Thầy nhân với 1. Là 4. Thầy đổi dấu thành trừ. Trừ 4. Như vậy, chúng ta sẽ tặng cho thằng x vào đây. Tặng thằng x vào đây. Như vậy, có phải là 7x của mình bằng trừ 3x với trừ 4x không ạ? Trừ 3x cộng với trừ 4x ra trừ 7x đó. Được không ta? Rồi, ok, như vậy chúng ta đã tách thành công được cái anh chàng âm 7x này thành trừ 3x và trừ 4x. Chúng ta tiến hành giải bài này nhé. Thật đơn giản đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ xóa cái này đi. Xóa đi nha. Xóa, xóa, xóa lợn, xóa. Rồi, chúng ta tiến hành làm công thay nè. Bằng. Bằng nhé. Bằng. Chúng ta sẽ giữ nguyên thằng x bình này và giữ nguyên cái hệ số 12 này. Chúng ta sẽ thay thế cái trừ 7x này thành là trừ 3x trừ 4x trừ 3x trừ cho 4 4x. Wow, như vậy bài toán mà có cái đa thức bốn hạng tử này chúng ta nhóm thật là nhanh chóng đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiến hành nhóm hàng đầu lại với nhau, hàng cuối lại với nhau. Thầy nhóm nhé. Thì ở đây x bình với trừ 3x số chung không có. Rồi, qua x bình với x chữ chung là x nhân mở ngoặc x bình đặt x còn x. Rồi trừ 3 chia cho 1 thì gọi là trừ trừ 3 x đặt x hết. Chúng ta được hạng tử đầu tiên. Thằng thứ hai này thì sao ta? Thằng thứ hai này nó có dấu trừ, trời ơi trừ ơi là trừ. Thì trừ đơn giản lắm em, trừ đúng không?
Mình mở ngoặc ra, mình đóng ngoặc lại nha. Mình đóng ngoặc lại là đổi dấu với nó ha, đóng ngoặc này đổi dấu ha. Là trừ 4x thành cộng 4x, trừ 12 thành à cộng 12 thành trừ 12. Đó, đóng ngoặc lại nha. Tiếp tục là phân tích cái thằng này. 4 với 12 ai chung ta? 4 chung. Được không nào? Thì còn lại nhiêu ạ? 4x đặt 4 rồi còn, còn x trừ 12 chia cho 4 thì còn lại là trừ trừ 3. Đó. Cái vé thì ghi lại ha. X nhân cho x trừ trừ 3 trừ cho 4 nhân x trừ 3. Wow, chúng ta có được a chung nữa hả? X trừ 3 chung nè, x trừ 3 chung ha. Chúng ta đặt x trừ 3 làm nhân tử chung. Còn lại là x trừ cho 4. Ví dụ số 2 của thầy là trừ 8x mũ 3, đúng không? Trừ 8x mũ 3 cộng cho 5x rồi cộng cho 3. Yêu cầu các em sử dụng phương pháp tách hạng tử không để ông ta làm bài này. Thì thầy máy ở cái lần thứ hai này á, thầy sẽ không sử dụng cái con 580 này nữa nhé. Thầy sẽ sử dụng đời thấp hơn, là thầy sử dụng là FX 570 Venlet không. Thầy thấy các bạn xài cái này cũng rất là nhiều. Thầy hướng dẫn trên máy này luôn nha. Rồi thầy sẽ ghim con mày này lên, ghim lại ha, nhìn cho nó dễ. Rồi chúng ta làm cái này như thế nào thì các em cũng tương tự thôi. Các em bấm với thầy vào Morse, các em chọn thầy là 5 EQN là giải phương trình đó. Thì ở đây chúng ta có các loại phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, rồi hệ phương trình bậc nhất là ba ẩn. Rồi đây AX bình cộng BX cộng C bằng 0, chúng ta chọn thầy số 3. Đây thì ở đây chúng ta có ba cái hệ số ABC, được không nào? ABC thì các em cũng xác định thầy ba hệ số này. Hệ số A của mình á thì là hệ số đi với x bình nhé, x bình. Thầy xin lỗi các em tí xíu, ở đây hồi nãy thầy có ghi nhầm, cái này phải là x mũ 2 nhé, x mũ 2 thì chúng ta làm mới được nhé, ghi nhầm tí xíu. Đầu tiên thì các bạn phải xác định thầy hệ số A là bao nhiêu. Rồi thầy sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách xác định hệ số A của mình là hệ số đi với gì ạ? Đi với x bình, hệ số A của mình là âm 8. Hệ số B của mình là gì ạ? Là cộng 5. Và hệ số C của mình là cộng 3. Được không ạ? Bây giờ mục đích của mình là tách ai? Mình tách thằng cộng 5x này ra nữa. Phần cảm cúm ha. Rồi mình tách cộng 5x ra nha. Rồi mục đích của mình ở đây là mình sẽ tách. Bước 1 bấm máy ha. Bước 1 nè. Bấm máy. Bấm máy. Chúng ta sẽ tách. Tách gì ạ? Tách thằng cộng 5x này ra. Đó. Tách cộng 5x ra. Rồi bằng cái gì ha? Rồi từ mình biết tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ nhập hệ số A vô nè. A của mình là trừ 8. Nhập trừ 8. Bằng. Rồi B của mình là 5. Nhập 5. Bằng. C của mình là 3, nhập 3 bằng bằng. Chúng ta ra được hai nghiệm. Hai nghiệm ha, x1 là bằng 1 và x2 là bằng âm 3/8. Rồi, chúng ta có được hai nghiệm. Rồi. Rồi, chúng ta có đầu tiên là x1 bằng âm 3/8 cũng được ha, không quan trọng. Rồi, x2 của mình sẽ bằng gì? Bằng 1 ha. X2 sẽ bằng bằng 1. Rồi ok. Rồi bước tiếp theo, và các bạn đừng có quên cái bước này. Thì một số bạn chúng ta rất là hay quên. Chúng ta phải gì ạ? Và cái bước tiếp theo này á thì các em đừng có quên. Chúng ta sẽ lấy hai con x1 và x2 này, chúng ta sẽ nhân với cái hệ số A là -8 nha, nhân với -8. Và nhân -8 xong đúng không? Nhân -8 xong chúng ta phải gì làm gì nữa ạ? Chúng ta phải đổi đổi dấu nữa nha, đổi dấu. Cái bước này rất quan trọng, một số bạn rất là hay quên, được không ạ? Rồi bây giờ thầy nhân và thầy đổi dấu nha. Trừ 3 phần 8 nhân với trừ 8, được không ạ? Như vậy ông ra kết quả là dấu thành trừ 3. Đó, một em. Tiếp tục, mình lấy 1 đây nè, mình nhân với trừ 8 ra trừ 8, mình đổi dấu thành cộng 8. Tặng cho mày f nè, tặng cho mày x nè. Như vậy, chúng ta đã tách được ra cộng 5x có phải là trừ 3x cộng cho 8 ấy không? Đó, hoàn toàn đúng ha. Trừ 3x cộng 8x ra cộng 5x nè. Đó, chúng ta tách xong rồi nha. Rồi ok, như vậy bài này chúng ta sẽ làm như sau để các em cùng chú ý nhé.
bằng. Thế tục thì thầy giữ nguyên cái thằng trừ 8x bình, giữ nguyên và giữ nguyên cái thằng cộng cộng 3. Thầy chỉ thay thế thằng cộng 5x này thôi, thay thế thôi. Nó bằng cái gì ạ? Nó bằng trừ 3x cộng cho 8x nè. Bưng này qua nha, bưng qua đây. Đó, bưng qua đây, được không nào? Đó, bưng qua là trừ 3x cộng cho 8x. Đó, được không ạ? Rồi bây giờ thầy tiến hành nhóm 22 để làm thôi, rất đơn giản. Được không nào? Nhóm 22, nhóm hàng đầu, nhóm hàng sau là ok. Chúng ta tiến hành tìm cái nhân tử chung cho hàng đầu này, trừ 8 và trừ 3 không ai chung ha, nhưng mà có dấu trừ chung đó. Rồi, rồi x bình với x chúng ta có x chung. Rồi, nhanh mở ngoặc ra. Trừ 8 chia cho trừ 1, bấm máy ha. Trừ 8 chia trừ 1 là còn lại cộng, cộng 8. X bình đặt 1x rồi còn lại, còn lại x. Rồi ok, trừ 3 chia cho trừ 1, chúng ta được cộng, cộng 3. X đặt x là hết, ok, xong được vế đầu tiên. Vế thứ hai có ai chung không? 8 với 3 không chung, x với 3 không chung, x vào đây không có x luôn ha, không có x. Rồi, rồi khỏi đi, 8x cộng cho 3, tặng cái ngoặc luôn. Đó, wow, ai chung ta? 8x cộng 3, 8x cộng 3 nhân tử chung nè. Rồi, quách luôn, 8x cộng 3 nhân tử chung. Nhân mở ngoặc ra còn lại là trừ cho x cộng cho mấy hả? Cái này đặt hết rồi thì cộng cho 1. Rồi, ok. Như vậy bài này chúng ta đã ra được cái nhân tử. Rồi, như vậy thông qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay á, thầy đã chia sẻ là được cho các em cái cách là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sử dụng máy tính Casio 580 VNX và Casio 570. Thì phương pháp này nếu như chúng ta bấm máy á, thì nó rất là dễ dàng. Các em hãy cố gắng học cái phương pháp này đi. Rồi, xin chúc tất cả các em học tập online thật tốt. Xin chào tất cả các em.